phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cứu xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con xin dâng mít cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Thổ thượng tất sa cha ne rô go sư hiệp na a tha na tha sư Anaga Mattika Bunyang no Anomo Dan Tu Chi Rang Rakhan Tu Sa Sa Nang Aka Sattha Chapum Mattha Dewa Naga Mattika Bunyang no Anomo Dan Tu Chi Rang Rakhan Tu No Garo Aka Sattha Chapum Mattha Dewa Naga Mattika Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc hành tu nhà ta vô. A ca sát tha cha phum mát tha đề qua na ga mất thi ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc hành tu bà ni nô. A ca sát tha cha phum mát tha đề qua na ga mất thi ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc cảnh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con với thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hậu vô sanh. Văn kinh chí cú sa la cấm măng kết tắc bằng kí ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô ác thi dê cha sát ta a san ni no ca tăng buôn nhã ba lần mây hằng sắp bệ pha ghi pha hoàn tu tề về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng buôn nhã ba lần ma già về cha ta tha na cha nan ti đề qua gánh tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm hy về sắp ta tri quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuôn năng phô cha năng sắp bề la phạn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành vô nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bạc chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xỉnh thâu bước bảo cũng dường quả thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.
Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chật phạt ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng trí tục, thanh đạm không lộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyển niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê. Nguyện thay bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi quạng tượng như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại, trên dưới và quanh mình không hẹp hòi quan trại, không giận hờn quạng thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả kiến thủ giới hạnh được tụ thành, chánh tri đều mạng, không ai nhiễm dục trần, thoát ly đường sa. Y đằng quá ta mê bốn nhân, à sa quắc khá già quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con thọ trì tâm quy và ngũ giới ạ. Và con xin dâng mic lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 188. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Satanatayasa Vandami Buddho Mahesi Arahang Tathā Gato lo kutamo sapagaru vichet thako lo kasa sattha chana dhamma ko vido vanda mahantam narapu chana yakam. Như lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, từ để Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Tát Sa Sát Tu Nô Lô Ca Na Mạn Tát Sa Vi Na Ca Rô Cô Sáp Pa Nhu Bú Thóp Bồ Đề Phù Tí Sanh Nhã Tụ Quần Đà Ma Hành Tăng Na Ra Pù Cha Nì Giá Cần. Pháp Bảo Vi Như Anh Vạn Như Lai Cho Sáng Phật Màng Vô Minh Ma tang lòng đặt chúng sinh để cho Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Phật quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô với số thổ số cát tá số sa quá cô xích kha số ca mù quá ra thầm bát xích kha cô niên đà bát sằng sa đi an lô quá lô quần đà ma hành tăng đã ra phù cha này giác cần. Tăng bảo tinh văn Bậc Đà, tâm học môn rõ nên mà thoát thân, các ngài thanh tịnh đi trần, sơ lệ thể pháp phạm nhân ai bì. Còn xin đảnh lễ tăng thi, đáng cho công chúng, nhớ ghi cúng dường. Ra tầng át tế gia tê chê, ná sức khà mê ê tú quá, thá năng tá xà vĩ à nú phà quê, ná sá hát xà dê, ná sức chạch
Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa, thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Tha Gia. Phần thanh dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Số Phật ngôn 188. Bác phùng quê xa vật năng danh tí. Bác phùng quê xa vật năng danh tí. Bác phùng quê xa vật năng danh tí. Câu đầu tiên chúng ta có được 4 từ. Bác phùng là 1, quê là 2, xa vật năng là 3, danh tí là 4. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ bác phùng, bác hùng do từ bác, đây là một tính từ trung tính, nhưng mà bác hùng là đối các số ít đô tỷ giá quy phát tỷ ai có quá trình hạ, cho nên bác hùng biến thành bác hùng. Bác hùng có nghĩa là nhiều, bác hùng là nhiều. Chữ quê là quá nhiên, thật vậy, đúng vậy. Quê, quá nhiên, thật vậy, đúng vậy. Chính A-ra-ran-ta-na-pum-sa-ka-vinh-ga Sarana đây được chia theo đối các số ít Đức Thị Nha Quỳ Pháp Tứ Ê Cao Quá Trần Á. Cho nên chữ Sarana biến thành Saranang. Saranang là nơi nương tựa. Ví dụ Bụt Thân Saranang nương tựa Đức Phật. Sarana chăm qua Sarana hả? Xích nhiều qua Sarana Akaranta Napum Sakalunga chăm qua là A. Rồi nơi nương tựa Sarana. Rồi cái từ thứ tư danh tí. Chỉ danh tí, à đây là một động từ số nhiều, có nghĩa là đi đến. Danh tí đi đến. Yeah. À đây nhiều người, chữ ba hung ha, ba hú, nhiều chúng sanh, quá thật nhiều chúng sanh nương tựa, đi đến nơi nương tựa. À, nhiều chúng sanh quả nhiên đi đến nơi nương tựa. À, đó là ý nghĩa câu đầu. Rồi câu số 2. Bắp bá tà ni quan na ni hữu ác quan na ni cha. Bắp bá tà ni quan na ni cha. Bắp bá tà ni quan na ni cha. Câu số 2. Câu số 2 này có được 3 từ. Bắp bá tà ni là 1, qua na ni là 2, chán là 3. Bắp bà ta ni, bắp bà ta ni do cái từ bắp bà ta. Bắp bà ta đây là một danh từ trung tính. Tha kran ta na pum sa kha lin ga. Bắp bà ta ở đây được chia theo đối cách số nhiều ha.
bắp bà ta bên thành bắp bà ta ni đu tỷ giá hủy phát tê bà hô vô chẳng á thế nên bắp bà ta bên thành bắp bà ta ni những ngọn núi, những ngọn núi rồi cái từ thứ hai quá na ní do cái từ quá ná cũng là một danh từ trung tính a ca lăng ta na pung sa ca lăng gia và chữ quá ná ở đây được chia theo đối các số nhiều đu tỳ gia vừa phát phi phủ quá chẳng á cho nên chữ quá ná biến thành quá na ní là những khu rừng, những khu rừng. À, có nghĩa là chị chát, có nghĩa là chờ chị như quan chát lên đó à, chị chát là bà ha. Vậy thì những ngọn núi và những khu rừng. Câu số 2 à ra ma ru kha che ti ya ha à ra ma ru kha che ti ya ni à ra ma ru kha che ti ya ni à ra ma ru kha ru kha che ti ya ni câu này khó đọc ha. Bây giờ phải cắt ra, nếu chữ dài lòng tòng như vậy thì coi như vậy rồi không biết trời trăng mây nước gì hết. Cái câu số 3 thì do ba từ cộng lại chữ arama là 1, rukha là 2, ye tỳ giá là 3, ye tỳ giá là 3. À, như vậy thì chữ Arama, Arama nó là một danh từ nam tính ha, có nghĩa là vườn tược hay là ngôi chùa, ngôi chùa hay là vườn tược. Arama rồi từ thứ hai Rukha, Rukha cũng là một danh từ nam tính Akranta Pumlinga. Rukha có nghĩa là cỗi cây. Rồi chữ thứ ba chê chết thì già ní, chết thì già ní à, chết thì giá nó cũng là một danh từ trung tính a cơ răng tới nó buồn sắc tờ linh giá là đền tháp, đền tháp. Vậy thì ở đây ở đây câu số 3 này à, ba từ này nó cho chúng ta một ý nghĩa những ngôi chùa, những cội cây, những đền tháp, những ngôi chùa, những cội cây, những đền tháp. Câu số 3 mà câu cuối cùng mà nút ra phải giá tát chị ta mà nút ra phải giá tát chị ta mà nút ra phải giá tát chị ta câu số 4 mà nút ra do từ mà nút ra là một danh từ nam tính
Nhưng mà chữ mà nó xá ở đây được chia theo chủ cách số người bà tham ma bà hữu qua chà la vì pháp tí cho nên mà nó xá biến thành bán nó xa mà nó xa có nghĩa là nhân loại loài người nhân loại loài người hai từ thứ hai vayatacitta cái từ thứ hai ở đây do hai từ cộng lại là vayā cộng với tacitta chữ vayā có nghĩa là hoảng sợ nó là một danh từ trung tính akrantanapumsakalinya Vaya là sợ hãi, hoảng sợ. Rồi tachita do cái từ tachita nó là một cái dạng quá khứ quan từ đã bị hoảng sợ. Vậy thì chữ tachita này nó đứng làm chủ từ số nhiều ha. Bà tham ma bà hú quá chá nào ủy phát đi cho nên ta chỉ ta biến thành ta chỉ ta à hai từ này đi chung ta gia ta chỉ ta có nghĩa là nỗi sợ hãi à, có sự hoảng sợ nỗi sợ hãi có sự hoảng sợ đó là cái từ ta gia ta chỉ ta. Số 4 à, số 4 thêm chữ Manusa này chứ, là người là có sự hoảng sợ, là người hoặc là nhân loại có sự hoảng sợ. À, như vậy thì chúng ta cũng tìm xong ý nghĩa tự vấn câu vật ngôn 188 bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi mà người đi đến nhiều nơi nương tựa là những ngọn núi, những khu rừng, những ngôi chùa, những cội cây và những đền tháp. À, câu 188 ha. Bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi là người đi đến nhiều nơi nương tựa là những ngọn núi, những khu rừng, những ngôi chùa, những cội cây và những đền tháp. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: loài người hoảng hốt hải kinh đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi có cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Là người hoảng hốt hải kinh đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Ngày ngày Hòa Thượng Minh Châu: loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc là vườn cây đền tháp. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Nhà chúng ta tìm hiểu ý nghĩa trường âm đoán âm ha. À, trong cái ý nghĩa từ vựng có vị nào thắc mắc gì không ạ? Alo.
Không ai thắc mắc, vậy thì câu đầu tiên: Bà hùng về xa là năng danh tí. Bà hùng về xa là năng danh tí. Bà hùng về xa là năng danh tí. Câu này có được bao nhiêu từ? Alo. Có được bao nhiêu từ? À, chị Kim, chị Nhật Quân, còn ai nữa không? Hai vị này nói câu này có 8 từ. Ba là một, khung là hai, quê là ba, sao là bốn, ra là năm, năng là sáu, danh là bảy và tí là tám. Câu này chính xác có 8 từ. Trong 8 từ này nó hàm chứa được bao nhiêu trường âm? Nó có bao nhiêu trường âm trong cái câu số 1 này? Câu số 1, men chào Shishuka vừa đến với Pháp hội. Câu số 1, Sĩ Nhật Quỳnh và Sĩ Kim nói có 4 trường âm. Đây, vậy thì chúng ta tìm qua ha. Giữa hum là 1, quê là 2, chỉ danh, chỉ năng là 3, chỉ danh là 4. Đúng rồi, có 4 trường âm. Trong 4 trường âm này thì quý thể nó có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Quý vị nói rằng có 3 loại trường âm. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết là coi có phải 3 loại trường âm không. Cái câu đầu tiên này có bao nhiêu trường âm thông thường? Alo, có bao nhiêu trường âm thông thường? Câu đầu tiên. À, quý vị nói có 1 trường âm thông thường ha. Đó chính là chữ quê ha. Rồi, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? À, chữ kem và chữ nhật quần đó có 2. Đó chính là chữ hung và chữ năng. 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bao nhiêu trường âm nhấn? Alo, bao nhiêu trường âm nhấn? Chỉ có 1 trường âm nhấn mà thôi. Alo, Shishuka có thấy rõ không? Câu đầu tiên phân tích làm sao đây? Vô thấy người ta phân tích cái thấy sợ quá, có ngủ dùm ru à. Rồi bây giờ mời Shishuka phân tích câu đầu tiên để cho bà con nhắc lại ha. À, có người nhắc nữa kìa. Nhớ Ano Ano kìa, mời Shishuka. Câu đầu tiên, trường âm đoán âm thế nào đây? Chưa nhìn thấy à? Rồi, chắc là chưa uống cà phê cho nên mắt thôi còn còn mờ. Rồi, đưa bài đây nè, câu đầu tiên nha. Đó, rồi chữ màu kìa, đó đã chưa? Muốn chữ màu là có chữ màu ngay. Rồi, mời Shishuka. Alo.
Cảm ơn cô Như Quang. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con cảm ơn cô nhiệt tình cho con biết tín hiệu, cô Như Quang cho con biết tín hiệu. Dạ cô cho con cái chữ đen có được không ạ? Cái chữ màu này con có cái chữ màu không nhìn rõ. Không. Cô Kim có cái nick đen á, cô Kim có cái nick đen, cô Kim bót một câu số 1 nên dùng con bằng cái chữ đen đấy ạ. Cái chữ màu con nhìn khó. Dạ à, dạ con cảm ơn cô Như Quang. À cô Kim ạ. Dạ con nhìn thấy rồi ạ. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn cô. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ con tính đẹp lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng, con kính chào với cô tu nữ Đình Cốt. Cô chú Phật tử trong đạo tràng, dạ con xin phân tích đoạn số 1 của câu kinh pháp cú số 188. Bá hùng quỳ san giá lằng trần tí bá là đoạn âm, cung là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Quy là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, giá là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Biết chữ răng hay chữ năng gì ạ? Răng là trường âm nhấn và tí là trường âm thông thường. Dạ con chỉ nhìn được thế thôi ạ. Dạ con xin xuống bích ạ, con đã phân tích xong ạ, con kính thỉnh sư lên bích ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Ôi, sư Sukha ơi, sao còn mắt yếu quá vậy? Mới cách đây một năm gặp ở Ngọc Đạt, đấy còn sáng sủa ha. Bây giờ sao mắt bé yếu quá vậy? Con trẻ mà, đâu có lớn tuổi bao nhiêu đâu. Này, hay là chưa uống cà phê rồi không thấy đường ha. Tại máy võ mà, không. Chắc là công an việc làm hay là ngành nghề sao đó sử dụng mắt nhiều quá, bây giờ mắt yếu. Không sao, cái quan trọng ha, là chỉ nhỏ ha, cái quan trọng là phân tích đúng hay là sai. Ở đây thấy sư Nhật Quỳnh tặng có hai, sư Phạm Vượng cũng tặng có hai. Cái lý do mà tặng hai cầm hoa là có vấn đề rồi ha. Rồi tại sao sư kia mình tới ba chấp tay tới ba cái mà coi như là sư Nhật Quỳnh tặng hai cầm hoa sư Phạm Vượng? Rồi chắc có vấn đề rồi, xin mời chị Kim đi. Dạ con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và vị Phật tử. Cô phân tích đúng rồi, nhưng mà cô không phân tích ngay như ý sư muốn nói là có bao nhiêu loại trường âm thông thường bao nhiêu, trường âm đọc theo nguyên âm là bao nhiêu, trường âm nhắn đọc là bao nhiêu, rồi đón âm bao nhiêu. Tại chữ nhỏ cô cung quá rồi, đọc thấy tập trung vô, đọc cái chữ thấy chết mù mờ, rung hết trơn rồi, quên rồi. Chứ đâu phải rồi, mà gì đâu, con đoán vậy đó. Dạ để con phân tích lại đi.
Bá hùng quề sa ra năng dằn tí. Bá hùng quề sa ra năng dằn tí. Bá là đoạn âm. Hùng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê là trường âm thông thường. Xá rá là hai đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ủa hồi nãy con nói chữ hùng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm phải không? Để con đây này, con nói nhanh nhiều khi con nghe không kịp đó, để con nói lại đi. Bá là đoạn âm, hung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê là trường âm thông thường, xá rá là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng âm, dân là trường âm nhắn, tí là đoạn âm. Trong câu này nó có đầy đủ ba loại trường âm đọc theo trường âm thông thường là chỉ có một chữ là chữ quê, âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ hung và chữ năng, trường âm nhắn. Để con nhắn một chút, còn có một chữ là chữ dân, đoạn âm có bốn chữ là bá, xá, rá, tí. Câu số một này nó có tám từ nữa à. Dạ con hết, con xin trả máy lại cho sư. Con có đúng thì sư cho con bông qua nhiều nhiều ha. Sư coi con có sai, sư cũng cho con bông qua luôn để khuyến khích đạt. Dạ, mà con nói vậy sư đừng giận nha, sư giận không tốt cho sức khỏe đâu nha sư, nhất là mấy người bệnh ho đó sư. Ở đây nắng quá, cây cỏ cũng chết luôn rồi, bông hoa kiếm được cũng hiếm lắm. Vậy này thôi miễn rồi ha, khỏi khỏi cái tặng bông đi. Ở thành phố, ở gần chợ, giàu á, đem bông ra khoe. Phân tích đúng hay sai tự mình biết đấy. Còn thắc mắc cái gì nữa không biết nữa. Ba hùng quê xa rạc nâng dành tí à, cái số cao nha. Thấy chưa bị hò. Rồi, chị Kim cũng gặp lại vậy thôi, nhưng mà chi tiết một chút. Bây giờ qua câu số 2. Bóc bát tà ní quá nà ní chá. Bóc bát tà ní quá nà ní chá. Bóc ba tà ní quá nà ní chá. Câu số 2. Câu số 2 có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Hôm nay có 3 trường âm. Trong 3 trường âm này, bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Rồi, bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Như vậy trường âm nhấn chỉ có 1 và trường âm thông thường có 2. Như vậy là còn lại tất cả là bao nhiêu đoạn âm? Còn lại 5 đoạn âm ha. Chữ ba này, chữ ní, chữ quá này, rồi chữ ní, chữ chá. Còn lại 5 đoạn âm. Một câu 8 từ thì có 3 trường âm thì còn lại 5 đoạn âm. Chính xác. Vậy câu thứ nhất và câu thứ nhì, hai câu sau kia mà chúng ta đã tìm ra trường âm, đoạn âm. Vậy thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Bá hùng quê xa rạc ngân dành tí bóc bá ta ní quá na ní chá. Bá hùng quê xa rạc ngân dành tí bóc bá ta ní quá na ní chá. Bá hùng quê xa rạc ngân dành tí bóc bá bá ta ní quá na ní chá. Trong hai câu này, trường âm và đoạn âm có chỗ nào quý vị thắc mắc? Có vị nào thắc mắc không? Không thắc mắc thì tới câu thứ ba này phải thắc mắc. Và má rút cá chết và ní. Và má rút cá chết và ni ra ma rút kha chết và ni. Câu số 3, câu này không có
người ta hỏi trời không rõ ngầm làm gì mà mà bây giờ câu này lên phân tích. Alo, lên phân tích câu số 3. Ai mời mà đưa tay? Thôi lỡ đưa tay rồi phân tích luôn đi. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức một lần nữa. Con phân tích luôn để cho tiết kiệm thời giờ, cho sư khỏi lại nhà, mệt sư, cho sư nghỉ khỏe trước. Dạ, con xin phân tích câu số 3. Câu này cũng lợi hại lắm đó sư. Để coi con có bị sai không. A-ra-ma-ruk-ka-chet-ya-ni A là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, má là đoạn âm, rút là trường âm nhắn, khá là đoạn âm, chết là trường âm nhắn, da là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Trong câu này chỉ có hai loại trường âm, không có trường âm đọc theo nguyên âm. Trường âm thông thường có ba chữ là chữ A, ra, da. Trường âm nhắn là rút và chết. Đoạn âm có ba là má, khá, ní. Dạ con hết rồi đó. Nếu có đúng sư tặng bông nữa ha. Không, nếu có sai cũng tặng bông khuyến khích. Có làm còn hơn không có làm. Sư đừng nói giận nha. Sư nói giận sư lè nhà. Không tốt cho bệnh ho. Con xin trả máy rồi. Alo, nãy giờ sợ Sik Meta ngồi im ru vậy. À, Sik Meta ơi, Sik kia em phân tích vậy đúng hay sai? Rồi. Quên Minh Tâm ơi, có mặt hay là đi đâu rồi? Trời ơi, Sik kia em phân tích nghe, nghe kỳ quá, đúng hay sai? Alo, Quên Minh Tâm. Chẳng ai có ý kiến gì hết. Còn ai nữa không? Câu số 3. Nào, chiếc số cá cũng tặng 3 cành hoa nè. Chiếc phân vườn cũng tặng 3 cành hoa nè. Rồi chiếc nhật quỳnh cũng tặng 3 cành hoa. Tức là đồng ý. Nhưng mà bây giờ hỏi Huynh Minh Tâm nè, phân tích vậy đúng hay là sai? Đó, Huynh Minh Tâm có trước máy không? Huynh Minh Tâm ơi, là Siết Mấy Ta có trước máy không? Hai vị này vô để nick nha, nick đây cái bỏ đi chơi đã mất tiêu rồi. Rồi bây giờ Siết Kim lên phân tích lại một lần nữa, bởi vì mấy người kia đâu có nghe rõ cho nên đâu có tặng bông tặng hoa gì. Bây giờ phân tích lần này nè, rồi mới nhận xét coi Siết Mấy Ta nè, Quên Minh Tâm tặng bông hoa hay không nè. Rồi phân tích lại ha. Con kính chào sư Chí Đức một lần nữa và quý vị đạo tràng lần nữa. Thì con nói cái câu này nó lợi hại mà, thì con nói con có sai hay đúng thì sư cũng phải cho bông hết. Nó chỗ lợi hại chỗ là chữ chê ti gia đó, tại vì chữ chê có thể là trường âm thông thường mà nó có chữ sau đó nó có chữ tê chứ chữ quai nữa, nó có thể là trường âm nhắn. Ai mà biết nó là cái gì, con mới vô học được có năm thôi, con đoán đại là nó là trường âm nhắn. Năm mấy người nó gung thôi, bây giờ con đọc lại nói lại đâu có sao đâu, chuyện nhỏ như con như cái vỏ vậy đó. A ra ma ruk ka chết ya ni a ra ma ruk ka chết ya ni. A ra là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, đúng rồi đó, má là phải một người thôi, đoạn âm thôi. Ruk là trường âm nhắn, khá là đoạn âm. Lợi hại nhất là chỗ chê nè, chê sư có thể đọc là chữ chê, chê ti, à, chê ti gia, à, còn bản hồi sau sư đọc là chết gia ní, còn không biết nó, nếu mà đọc nhanh có lẽ đọc nó thành chữ chết, mà nếu đọc chậm là chê ti gia ní, thì chữ chê nếu mà không có chữ chữ tê và chữ quai, chữ y cà rết chứ quên, thì nó là một mình nó thôi là trường âm thông thường, nhưng mà con thấy phía sau nó là hai chữ, hai
hai phụ âm chữ chữ T và chữ Y cà rết Y dài chứ quên, thì con đó nó là truyền âm ngắn tại cái sư đọc là khá chết gia ní, thì con nghĩ nó là chữ chê, là chữ chết là truyền âm ngắn, và chữ gia hoài chứ quên chữ Y dài với chữ A có dấu nguyền là truyền âm thông thường, ní là đoạn âm là chắc rồi, chỉ có khúc mắc chỗ đây thôi. Sư bắt con lên lại lên tới lên đuôi, còn thấy con trong đây là sư ăn hiếp con nhiều nhất đó, nhưng không sao. Trời ơi, sư phụ mà, sư phụ có la thì mới mình được tốt được. Cái người mà hay bị la nhất là cái người được nhất đó. Dạ, trong câu này nó có hai loại trường âm thôi. Trường âm thông, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là không có. Trường âm thông thường có ba chữ là chữ A, Ra, Gia. Trường âm ngắn theo con là chữ Rút và chữ Chét. Đoạn âm gồm có ba chữ là Má, Khá, Ní. Nó lợi hại nhất là chữ chết, chết ti đó, chê ti đó. Dạ thôi con trả máy lại. Mỏi nhọn. Alo, 123, 123. Tôi nghe rõ. Ở chỗ này á, chữ chết thì già đi, chết thì già đi. Do cái từ chê thì giá, chúng ta học ở trong cái bài kinh Wanda biết chê tí dân á, bài mà lễ bái Đức Phật cây Bồ Đề Bảo Tháp rồi này kia đó, thì có cái từ chê thì giá. Thì cái từ chê thì giá này á, khi mà chúng ta chia nó ra thì nó lại thành ra chết thì giá. Tại sao vậy? Bởi vì cái chê thì giá này á, chúng ta chia theo đối cách số nhiều, đối cách số nhiều. Tức là cách chia thứ hai, đu tỳ gia quy phát tiết bửu quá trình á, cho nên cách chia của nó thay vì chê tỳ gia thì phải là chết tỳ gia ní, nó là a ní. Mà có chữ ý và chữ a, hai cái nguyên âm mà đi gần nhau thì phải biến. Và biến cái từ chữ y ngắn nó thành ra chữ y dài, và nó mất đi trong cái hình thức mà xóa và ráp chữ chê thì giá, thì nó biến thành chết thì già ní. Chính là chỗ này hơi rắc rối một chút, nhưng mà khi quý vị học về văn phạm thì quý vị sẽ thấy được cái chỗ này. Rồi, lần phân tích thứ hai của Sích Kim thì Sích Kim Mấy Ta cũng đồng tình, có nghĩa là đúng á. Vậy thôi, không có ý kiến gì nữa ha, không phải là kiếm chuyện. Nhưng lần thứ nhất chưa an toàn, lần thứ hai mới là an toàn hơn. Là Maruk Khachet Nga Ni. Rồi bây giờ đến câu số 4 ha. Manusa phaya atchika. Manusa phaya atchika. Câu số 4 là câu cuối cùng. Trong câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Có tất cả là 4 trường âm ha. Chữ nút là 1, chữ sa là 2, chữ tát là 3 và chữ ta là 4. 4 trường âm chính xác. Trong 4 trường âm này có bao nhiêu trường âm thông thường?
Wow, trường âm tông trùng có hai ha. Đó là chữ sa và chữ ta. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng ngân âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Như vậy là chứng tỏ trường âm đọc theo giọng nguyên âm không có. Vậy thì trường âm nhấn có bao nhiêu? Trường âm nhấn có hai. Đó là chữ nốt và chữ tát. Chữ nốt và chữ tát. À, như vậy thì câu số 4 này là một câu không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, như vậy thì tất cả là 4 trường âm ha, còn lại là 4 đoạn âm phải không? Còn lại 4 đoạn âm, chính xác. Rồi. Như vậy câu số 4 chúng ta cũng đã hoàn tất xong. Và câu 3, câu 4, hai câu này sẽ được liên lạc với nhau. Ara marukha jaya ni manusa mayatat chika. Ara marukha jaya ni manusa mayatat chika. Ara marukha jaya ni manusa mayatat chika. Right. Như vậy thì câu 3, câu 4 có chỗ nào quý vị cảm thấy không hiểu, hoặc là quý vị thắc mắc chỗ nào trong 4 câu này? Thắc mắc hỏi ha, không hỏi rồi coi như rồi qua đi rồi. Chặt tại sao chỗ này khó, chỗ này thế này thế kia. Quý vị thắc mắc chỗ nào hỏi chỗ đó nha. Rồi, không có gì, không có gì thắc mắc ha. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Câu Phật ngôn 188. Ba hùng về sa ra năng danh tí bắp bá tà ní quá nà ní chá a ra má rút khá chế chìa ní ma nú sa vá yá tá chí tà. Ba hùng về sa ra năng danh tí bắp bá tà ní quá nà ní chá a ra má rút khá chế chìa ní ma nú sa vá yá tá chí tà. Ba hùng về sa ra năng danh tế bắp bà ta ni quá na ni cha a ra ma rút khá chết già ni ma nú sa vá yá ta chi ta. Là người sẽ quảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rộng núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Alo, Sĩ Kim ha, Sĩ Kim đưa tay trước, Sĩ Su Khá ha, rồi. Con xin kính chào sư Chí Đức lần nữa, con xin kính chào quý vị đạo hữu Phật Tràng. Và con xin đọc kinh Pháp Cú kệ 187. Cảm ơn cô Như Quang Cần, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho tín hiệu. Và con đọc, sau cái đường truyền của sư nó cà giật, con nghe cà giật không? Quý vị có nghe tôi nói cà giật không? Hả? Tôi có nghe rõ, có bị đứt khoảng gì không hả? Bá hùng về sa ra nặng dằn ti pháp bá tà ni quá nà ni chá à ra ma rút ca chết và ni ma nút xà pha giá tắp chi tà. Bá hùng về sa ra nặng dằn ti pháp bá tà ni quá nà ni chá à ra ma rút ca chết và ni ma nút xà pha giá tắp chi tà. Bá hùng về sa ra nặng dằn ti pháp bá tà ni quá nà ni chá à ra ma rút kha chết và ni ma nút xà pha yáp tắp chi tà. Bá giá tắp chi tà. Bá hùng về sa ra nặng dằn ti pháp bá tà ni quá nà ni chá à ra
Maruk Kachet Ya Nimanuk Sa Payatap Chita. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: con có sai xin xử sửa cho con biết. Dạ con xin trả máy lại, mời cô Xíu Khá, Chú Khá lên hả? Lần trước tôi để cho cô mà cô không lên, thôi tôi lên trước rồi chắc ăn, rồi cô từ từ lên sau ha. Mời cô đi ha. Alo. Dạ con cảm ơn cô Như Quà, con biết tiếng Việt. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính hình lễ ơn đức chư Phật, ơn đức sáu pháp, ơn đức chư tăng. Con kính hình lễ thượng vạn chí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô phụ nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 188. Ba hùng quỳ sa gia làng dần tít pháp a ta ni wat la ni cha a za ma zuk ka chet sa ni ma luk sa pha gia tát pha gia tát chi tà ba hùng quỳ sa gia làng dần tít pháp ta ta ni wa la ni cha a za ma zuk ka chet sa ni ma zu sa pha gia tát chi tà bà sa dân nàng dần pháp tất tà li hoa là li cha à già ma du kha chết già ni ma lu sa pha gia ta chi ta ba hùng quỳ sa gia làng dần ti pháp tất tà ni hoa là ni cha à già ma du kha chết già ni ma lu sa pha gia ta chi ta. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Đó là bạn Lê Cò Thượng Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con đọc sai chỗ nào con cũng xin sư sửa sai cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin xuống mic. Dạ con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh đã cho biết tín hiệu. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 188 ạ. Ba hùng quê xa ra nặng dành tí bắp ba ta ni quá na ni cha a ra ma rút khá chết già ni ma nút xa phá gia tắc chi ta. Ba hùng quê xa ra nặng dành tí bắp ba ta ni quá na ni cha a ra ma rút khá chết già ma sa phá gia tắc chi ta. Ba hùm quê xa ra nặng dành tí bắp ba ta ni quan nà ni cha a ra ma rút khá chết già ni ma nút sa phá gia tắc chi ta. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đền tháp núi rừng miếu quan. Và con xin trả mic lại cho đạo tràng. Con có gì sai xin Ngài sửa cho con.
Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Như Quang chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng và cảm ơn Sư Kim cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và con xin trả bài Pháp Cú Kinh số 188. Và cảm ơn Như Quang. Ba hùng về xa ra nằng dành ti bạc bạc ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ruột kha chết ya ni ba nu sa hoa ya tác chi ta. Ba hùng về xa ra nằng dành ti bạc ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ruột kha chết ya ni ma nu sa hoa ya tác chi ta. Ba hùng về xa ra nằng dành ti bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ruột kha chết và ni ma nu sa pha ya tác chi ta. Ba hùng về xa ra nằng dành ti bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ruột kha chết và ni ma nu sa pha ya tác Bát-tát-chi-ta. Loại người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm, núi non hoặc vườn cây đền tháp. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai, ngài chỉ dạy lại cho con. Nam mô Bụt Tha giá, con sẽ sửa. Dạ, kính mời đạo tràng. Niệm từ ơi có mặt trước mong. Dạ, Quỳnh Minh Tâm, dạ kính mời đạo tràng. Dạ, sa thú, con xin phép đọc câu Pháp Cú 188. Ba hùng về xa ra na xa ra na xa ra năng mới ngủ dậy đọc không thấy đường, xin sám hối. Ba hùng về xa ra năng dành ti bắp ba tà ni quá na ni cha a ra an ru kha chê tòa ni kha chết tòa ni ma nu sa pha ya tat chi ta. Ba hùng quê xa ra nằng dành ti bắp ba tà ni quá nà ni cha a ra ma ru kha chết tòa ni ma nu sa pha ya tat chi ta. Ba hùng quê xa ra nằng dành ti bắp ta ni wa na ni cha a ra ma ru kha chết tòa ni ma nu sa pha ya tat chi ta. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm một chỗ cho mình tựa nương, nơi nào cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Hòa Thượng Giới Đức dịch. Con đọc xong rồi, xin trả mic lại cho đạo tràng.
Alo, 123, 123. À, Huỳnh Minh Tâm, cái giọng đọc sao mà làm cho sư Nhật Huỳnh là lành thai sa thú Huỳnh quá thành. Rồi, Huỳnh Minh Tâm đọc sao mà sư Kim nói cái câu này lợi hại. Mà đọc anh thấy bình thường quá, đâu có chỗ nào lợi hại đâu, sư Kim. À, mời sư Kim lên chỉ cái chỗ lợi hại cho Huỳnh Minh Tâm thấy. Nghe đọc sao mà làm cho sư Nhật Quỳnh coi như tưởng là Huỳnh có thành á đọc. À, sư Kim có chút máy không? Huỳnh Minh Tâm nói mới ngủ dậy, đọc bị dốc, mà dốc ở chỗ nào đây? Rồi mời sư Kim chỉ lại coi chỗ nào mà lợi hại á. Rồi, trống luôn rồi. Mà đọc lại cái gì, người ta đọc ba bốn lần rồi, ngồi chơi xe nước không làm chú ý. Hồi nãy nhắc lại là cái chỗ nào mà nó lợi hại á, là cái chỗ đó, là cái câu đó là câu khó, bị vấp vấp ở chỗ đó đó. Rồi cô Kim nhắc lại cái câu số 3 để cho Huỳnh Minh Tâm thấy đọc bị chỗ này á, mắt nhắm mắt mở cho nên nghe đọc nó chưa được rõ lắm. Rồi Huynh Kim đọc lại, Sít Kim đọc lại đi, đọc lại câu số 3 cho Huynh Minh Tâm nghe rõ luôn. Đi vấp chỗ này mình đã đâu rồi, dạ con xin kính chào sư Chí Đức một lần nữa, con xin kính chào quý vị Phật tử trong đạo tràng và Huynh Minh Tâm. Dạ Huynh Tâm, tại Huynh Tâm không thấy cái chữ lợi hại là chữ chê cái câu số 3 đó, có thể đọc dài là chê ti gia, nếu mà đọc nhanh là chết ti gia. Huynh đọc cái dùng dùng đó thì người ta nói quê làm lại sẽ kéo lên, làm lại chuyện nhỏ như cái giỏ ha, đúng sao đâu Huynh ha. Thôi để tôi đọc lại cho Huynh nghe nha, dán nghe nha. Tại Huynh đó đi làm công chuyện giúp vợ mà sư, để sinh sống, thành ra đâu có vô từ đầu đâu, đâu có nghe sư đọc đâu. Để con giúp Huynh nó nghe sư. Dạ, Huynh nghe rõ nha, nghe rõ ràng nha. Bá hùng quê sa đa năng dần tí pháp ba tà ni quá nà ni chá à ra ma rút kha chê và ni má nút xà ba giá tắp chi tà ba hùng quê sa ra nằng dần tí pháp ba tà ni quá nà ni chá à ra ma rút kha chê và ni má nút xà ba giá tắp chi tà ba hùng quê sa ra nằng dần tí pháp ba tà ni quá nà ni chá à ra ma rút kha chê và ni má nút xà ba giá tắp chí ta. Đó, nghe rõ chưa? Đọc cái chữ đó, nếu mà sư ban đầu đọc sư chậm cái chữ mà chê gia ni á, có thể là chê ti gia, sư đọc là khá chê ti gia ni, nhưng mà khi mà đọc nhanh á là khá chết gia ni, khá chết gia ni, chết cái giống như là chết sống gì đó, có nhớ chưa? Rồi đọc lại đây. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, Minh Tâm xin đọc lại câu 188. Bác hùng quê sá-ra-năng dàn tí bắp ba tà ni quá nà ni chá à ra ma rút khá chết và ni ma nút xà phá giá tắt chi tà. Ba hùng quê sa ra năng dành ti bắp ba tà ni quá nà ni cha à ra ma rút ha chết và ni ma nút xà pha gia tất chết chi tà. Ba hùng trời sa ra năng dành ti bắp
ba ta ni wa na ni cha a la ma ru kha chat ya ni manusa pha ya tat chi ta. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, rừng hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Và con xin phép được lao xuống và kính tri ân sư Trí Đức đã chỉ dạy. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con kính lễ cô Tuệ Duyên. Dạ. Con kính chào đạo tràng. Dạ. Cảm ơn cô Tuệ Duyên. Cảm ơn Sít Như Quỳnh, Sít Như Quang, dạ, Huynh Minh Tâm. Dạ. Con xin trả bài câu pháp cú số 188. Dạ. Ba hùng quê sa ra nằng dần ti bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ru kha chết già ni ma nu sa pa ya tát chi ta. Ba hùng quê sa ra nằng dần ti bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma ru kha chết già ni ma nu sa pa ya tát chi ta. Ba hùng quê sa ra nằng dần ti bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma rút kha chết già ni ma nu sa pha ya tách chi ta. Dạ, con xin đọc bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Ba hùng quê sa ra nằng dần ti bắp ba tà ni qua nà ni cha a ra ma rút kha chết già ni ma nu sa pha ya tát chi ta. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Lời người hoảng hốt hải kinh đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Dạ, con đã đọc xong, con có đọc sai, xin Ngài sửa lại dùm con. Dạ, niệm từ xin đã gửi mít lại cho đạo tràng. Cho dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Như Quang, Sư Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn bạn đã cho thấy bài. Giờ thì em xin đọc kinh pháp cú số 188. Ba hùng về sa ra nằng dàn ti bát bát tà ni quan nà ni cha a ra ma rút kha chết già ni chết già ni manut sa pha ya tát chi ta. Ba hùng quê sa ra nằng dàn ti pháp bát tà ni qua nà ni cha a ra ma rút kha chết già ni minh nút sa pha yát tát chít ta.
Ba hùng quê sa ra năng dàn ti pa pa ta na ni cha a ra ma rút ka chet ya ni man nút sa pha ya ta chi ta loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Ba hùng quê xa ra nặng dàn tí. Dạ, chạy qua rồi. Dạ, thời đi chạy qua luôn rồi. Giờ đã thấy tín hiệu của sức Nhật Quỳnh. Dạ, thấy bài thì con đọc lại lần nữa. Ba hùng quê sa ra nằng dàn thi pháp bá tà ni vân nà ni cha a ra ma ruột ca chết ya ni man nuốt sa pha yat ta chi ta. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Câu thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Dạ, khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên xin xuống mít. Dạ, kính mời Ngọc Huỳnh. Sa thú, sa thú. Hôm nay câu Phật Hô 188 hơi khó đọc, nhưng mà quý vị cũng đã thể hiện rất là tốt. Rất ít người đọc sai, rất là hoan hỷ khi quý vị nắm được trường âm, đoạn âm và cái giọng đọc của quý vị tự tin lên chính mình. Đó là điều quan trọng. Và bây giờ giọng kinh quý vị cũng đã đọc xong, bây giờ ôn lại rồi chúng ta đi qua giọng kệ ha. Ba hùng quê sa nâng danh tiếng bóc ba tà ni quá nà ni cha a ra ma rút ca chết cha ni ma nút sa pha ya tát chị ta. Ba hùng quê sa nâng danh tiếng bóc ba tà ni quá nà ni cha a ra ma rút ca chết cha ni ma nút sa pha ya tát chị ta. Năng danh bồm ba ta ni và na ni cha a ra ma rút kha chết ya ni ma nu sa pha ya tam chi ta. Bà hùng quê xa ra năng danh tìm bồm ba ta ni và na ni cha a ra ma rút kha chết ya ni ma nu sa pha ya tan chi ta. Bà hùng quê xa ra năng danh tìm bồm ba ta ni và na ni cha a ra ma rút kha chết ya ni ma nu sa pha ya tan chi ta. Loài người sẽ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Rồi xin mời bàn tay của quý vị ạ. Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, con xin
Kệ câu pháp cú số 188. Ba hung quê xa ra nắng gian thì bập bà ta ni quan na ni cha aramarut khachat jani manut sapayata cita bahum vesaranang janti banana aramakrut khachat jati manut sapayata yata cita bahum besaranang janti bapatani wanani ca aramanup aramarut kacat jati manut sapa yata cita. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Nhà phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba hung quê bambatani vannani cha aramarut khachat manut sapa loài người sợ hoảng hốt, loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương, vào nơi cây cối rụng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu hoang. Dạ, khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên xin xuống bút. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Nghĩa Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có Thi Lâm vào. Thi Lâm ơi, có cầm mic không? Có đọc bài hay kệ gì không Thi Lâm? Thi Lâm cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À, thích niệm từ, còn trước máy không? Niệm từ có kệ được không niệm từ? Dạ, nếu niệm từ kệ được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Dạ, không thấy tín hiệu. À, kính mời chị Meta. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Tị Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin kệ câu pháp cú 188. Ba hôm quê xa ra nam. Dạ, con xin kể lại ạ. Ba hôm quê xa ra năng danh tì bập ba ta ni quà na ni cha a ra ma rút kha chết gia ni
Manusapha và tắc chi ta ba hôm quê xa ra năng danh tì bập ba ta ni quả na ni cha a ra ma rúc ra chết gia ni Manusapha giác trí ta ba hôm quê xa ra năng danh tì bập ba ta ni quả na ni cha a ra ma rúc kha chết gia ni Manusapha và tắc trí ta loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Loài người hoảng hốt hãy kinh đi nhiều chỗ cho mình tựa nương vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miếu quan. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con, hôm nay con bận quá rồi, con lên con kệ không có được tự tin lắm. Dạ dạ thưa con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123, ai nói đâu mà nghe, nãy im ru hả? Mình chào Đạo Hữu Minh Tấn, ở Quy Nhơn hay là ở Quảng Nam đây không biết nữa. Quy Nhơn, không biết ở Quy Nhơn hay là ở Quảng Nam, hay là Quảng Ngãi, vị này cũng không nghe rõ nữa. Câu Phật ngôn 188, quý vị đọc dòng kinh, quý vị đọc dòng kinh xong qua giọng kể, Đạo Hữu Minh Tấn nè hả, Minh Tấn hay Minh Tấn, ở Quy Nhơn ha, rồi,
Nguyên nhân là chắc đệ tử của Đức Pháp Đăng rồi hai chùa Triều Quốc Quang. Xà thủ lần đầu tiên mới gặp ha, lần đầu tiên mới thấy đến với đạo tràng này rồi. Câu Phật ngôn 188, câu Phật ngôn 189, 190, 191, 192, tức là 5 câu Phật ngôn cùng một duyên sự. Chính vì 5 câu Phật ngôn cùng một duyên sự cho nên chúng ta lấy cái nội dung này để chúng ta nghiên cứu tìm hiểu, bởi vì chính lời dạy của Đức Phật thì Ngài nói lên có dụng ý và đối tượng của Ngài, tức là cái người đó có một cái niềm tin như thế nào đó, cho nên Đức Phật Ngài mới đưa ra những ví dụ. Khi mà chúng ta sợ sệt thì chúng ta muốn tìm một cái nơi nương nhờ, một cái chỗ mà cảm thấy yên ổn. Ở nơi đó chính là rừng rậm, núi non, vườn cây hay là đền tháp. Thì như vậy, khi cái niềm tin của chúng ta không được ổn định thì chúng ta mới tìm đến những cái chỗ để nương nhờ. Liên tiếp 5 câu Phật ngôn đều nói lên cái ý nghĩa là tìm một chỗ để ẩn núp. Mình đang ở chùa Viên Giác ha, ở Túc Âu Quy Nhơn mà cái gì là chạy xuống Vĩnh Long luôn ha. Công nhận cô Tu Nữ Tự Duyên giỏi vậy ha. Cũng nghe là có Tha Tâm Thông biết được người này ở đâu rồi, cái rồi đang ở chùa Viên Giác rồi. Bây giờ thời gian của chúng ta còn dài ha, thì trong cái sự ấm nấu nương nhờ thì do tâm tính của mỗi người. Mỗi người có một cái cá tính khác nhau, mà trong cái sự nương nhờ, trong cái sự tu tập á, thì quý vị cũng biết đức tin cũng đưa đến giải thoát, tinh tấn cũng đưa đến giải thoát, trí tuệ cũng đưa đến giải thoát. Vậy thì trong cái đức tin này, người ta tin vào những cái chỗ mà coi như Việt Nam ham của lạ ha, thấy cái gì lạ lạ, thấy cái gì mà không giống ai là tin liền. Tin á thì nếu mà biết một cách rõ ràng thì nó không có linh. Những cái câu úp úp mở mở, những cái chuyện gì làm mà trái cả ngỗng á, không giống ai, thì người ta cho đó là linh thiêng. Tức là đó là cái dạng của các bậc thánh. Còn bây giờ mà chúng ta mà coi như đọc một câu kinh mà hiểu hết ý nghĩa, thắng ruột ngựa ra rồi, còn gì để mà coi như linh thiêng nó nằm trong nó nữa, thì chúng ta lại không tin. Mà những cái gì mà ướt mở mở đọc không hiểu thì người ta mới tin bảo. Điều này có phải không, không biết nữa. Rồi mời huynh Minh Tâm nè, đi đây đi đó nè, nghiên cứu sách vở nè, rồi chắc chắn rằng huynh Minh Tâm nói về cái niềm tin, cái chỗ mà rừng rộng núi cao đền tháp hoặc là xin xăm bói quả cho huynh Minh Tâm rằng lắm. Xin mời huynh Minh Tâm ha. Trước hết con kính đảnh lễ và vãn an sức khỏe sư Trí Đức. Kính chào quý Phật tử. Quả đúng trên thế gian này thưa sư, ngoài những cái đạo chính, những đạo chính là đạo Chúa nè, rồi đạo Phật, rồi đạo Hồi, thì ba cái đạo này là đang có đông gọi là người tin. Nhưng mà ngoài những cái đạo đó thì nó có cả hàng trăm ngàn cái đạo khác nữa, nó rất là nhiều.
và nó có những cái nơi mà những cái đất nước mà cái niềm tin của người ta vào một cái vị phù thủy, à một cái vị phù thủy vậy đó, có cái khả năng và để mà nói chuyện với cái đấng thần linh để có thể chữa bệnh. Tại vì khi mà chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta, để ý lại, tức là mình để ý lại, mình thấy chính cái cuộc sống của mình như vậy. Lúc chúng ta khỏe mạnh, lúc chúng ta ăn nên làm ra, gia đình yên ổn, vợ đẹp con ngoan, thì quý vị có đòi gì nữa giờ? Thôi đâu có đòi gì đâu. Cho nên thường mình dễ có sự ngã mạn, tức là mình nghĩ rằng do tôi thông minh, do tôi học giỏi, do tôi siêng năng, do tôi này kia, mang cái tôi của mình ra nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta sa cơ lỡ giận á, sa cơ lỡ giận á thì chúng ta lại bắt đầu tin vào một cái quyền năng gì đó, tin một cái gì đó mà nó gọi là nhanh gọn lẹ, cái cuộc sống của chúng ta, ta mong nó vậy, mong cái gì nó nhanh gọn lẹ. Giống như vậy thấy rằng một cái hiện trạng mà mới xảy ra ở Việt Nam mà có bà đó, bà cũng khá giả, bà con bà bị sốt, bà mua cái sừng tê giác, vì biết sừng tê giác là gọi là đồ chơi của dân thượng lưu, bắt đầu mài ra cho nhỏ nó uống, sau đó nhỏ bị ngộ độc, ngộ độc cũng hên, bác sĩ Việt Nam cũng cũng cứu được, mà chắc bà này cũng khá, gia đình cũng khá giả, cho nên cũng lọc máu tùm lum, mà cuối cùng thì cũng cứu được, chứ phải là nhỏ này mà nó, nhưng mà nếu nó nghèo thì nhà nó không có khả năng mua sừng tê giác. Để đây mình tâm muốn nói thì thấy rằng là có nhiều người họ giàu có, nhưng mà họ đụng chuyện rồi thì họ cũng quơ nắm, ai chỉ cái gì thì làm cái đó. Điều này chứng tỏ có người chỉ của Việt Nam con tê giác đâu. Nữ là do người nào đó bài vẽ mua sừng tê giác về mài ra nhân dân trị bá bệnh gì tụi luôn đó, quan tâm cũng không rành. Nhưng mà ý muốn nói để chúng ta thấy rằng khi mà mình sa cơ lỡ giận, gặp nạn cái gì đó, thì thường là chúng ta cầu một cái đấng nào đó, cầu một đấng nào đó, một cái gì đó mình cũng chẳng biết nữa. Như cái bà đó chẳng biết cái sừng tê giác là cái, nhưng mà bà cứ mài ra cho con bà uống cái đã, nghĩ thấy. Thì bởi vì có nhiều người ta chỉ, nó chỉ. Cho nên cái vấn đề niềm tin về tôn giáo nó, nó cũng vậy, cho người ta cứ hoang mang, mà cái điều hoang mang nhất của loài người ở cái chỗ là quý vị biết có người thì cho rằng cái người đó chết rồi thì họ sẽ tái sanh lại, nhưng mà có người thì họ cho rằng chết thì là hết, tức là cũng giống như là cây cỏ vậy thôi, quý vị thấy rằng bao nhiêu cây cỏ thì coi như nó chết rồi nó hết thôi, thì nó làm cho người ta, có nhiều người nó rất là hoang mang, bởi vì không có ai mà có cái khả năng để cho chúng ta thấy được, tức là có người có sự luân hồi, còn là cái sự nghe không thôi, cho nên bây giờ có nhiều người họ đưa ra những cái học thuyết rằng là những cái giáo chẳng qua chỉ là những cái liều thuốc mà gây mê, gây mê tức là làm cho người ta bị gọi là nửa tỉnh nửa mê, nửa tỉnh nửa mê thì mới dễ điều khiển, dễ điều khiển. Cho nên nó đúng ra thì thấy rằng con người ta tin tùm lum luôn quý vị, tin tùm lum hết, cái gì cũng tin cả, cái gì người ta cũng tin hết, để rồi làm cho tất cả mọi người đều hoang mang. Bởi vì có nhiều người họ nói câu rằng nếu là cái ông đó ông không giỏi đó thì tại sao nhiều người theo, vì thế không, người ta có cái lý quý vị. Hoặc là cái cục đá ở trong cái khu rừng nó không thiêng á, bao nhiêu người tới cúng,
quý vị thấy không? Thì nhiều người tới cúng cái cục đá đó thì chứng tỏ cục đá nó có hộ trì cho ai đó. À, người ta mới tới người ta cúng chứ. Quý vị thấy rõ ràng không? À, giống như quý vị thấy rằng Việt Nam mình thì có cái gì núi Bà Châu Đốc. À, quý vị thấy ở dưới Châu Đốc là bây giờ quý vị thấy rằng là coi như hàng năm rất là đông. Rồi ở Mỹ này bây giờ thì có phong trào là sắp tới đây cũng gần tới là như ngày mai tượng mẹ La Vang, Đức mẹ La Vang ở Missouri, tiểu bang Missouri ngày mai rất là đông và có tổ chức ca nhạc rồi rất là nhiều nghệ sĩ ca sĩ rồi về đó, thì rất là nhiều người Minh Tâm biết người ta về đó thứ nhất để tạ ơn Đức Mẹ đã giúp cho người ta trong những cái người ta cầu nguyện, một số thì về để vui, vui đông vui mà có bán rất là nhiều đồ ăn, vân vân. Thì tiểu gì thấy rằng người ta không phải là người ta tin Chúa mà này là người ta tin mẹ, người ta tin mẹ. Rồi ở dưới hình như là miền Tây thì có cha Diệp vân vân, cũng rất là nhiều. Thì quý vị thấy một cái điều rằng là nhiều lắm, Minh Tâm không có kể ra hết. Nhớ đây Minh Tâm như nãy Minh Tâm nói thì chúng ta không có bác gì cả. Không có bác mà cũng bởi vì mình làm sao mình đủ khả năng. Ví dụ bây giờ quý vị nói rằng là cái đó không có. Quý vị thấy không? Thì làm sao mà Minh Tâm có thể chứng minh cho người ta biết là cái đó không có. Bởi vì người ta có, người ta mới tin. Người ta đã cầu, người ta đã được. Mà không phải một người được mà nhiều người được, do vậy người ta tính. Quý vị thấy rõ ràng nó như vậy. Rồi bắt đầu quý vị thấy rằng Nam mình thì bên Nam Tông, tức là một ngài Sư Vô Lý là một cái hình tượng rất là gọi là rất là đáng để cho chúng ta bắt chước noi theo bởi vì cái hạnh bố thí của ngài. Nhưng quý vị thấy rằng rất là nhiều người thì người ta tìm đến lại cái tượng ngài Sư Lý mà người ta cầu ngài cho cái gì đó, quý vị thấy không? Thì Minh Tâm đã thường hay chứng minh ở trên cái room này và xin thưa với quý vị rằng nếu 1.000 người cầu mà lúc đó nền kinh tế ở cái nơi đó nó đang lên á thì trên 50% sẽ được như ý. Sẽ được như ý. Minh Tâm bảo đảm. Mà nếu lúc đó nền kinh tế cái nơi đang xuống đó thì dưới trên 50% sẽ được bất tội. Nhưng mà dưới đó thì vẫn có, tức là cái số lượng đạt được nó sẽ dưới 50% vì nền kinh tế nó đang xuống. Mà nếu nền kinh tế nó đang lên đó thì quý vị sẽ được trên 50%. Quý vị thấy không? Thành thử ra thí dụ cho vui thôi, quý vị cầu Minh Tâm quý vị cũng sẽ được nữa. Chứ không cần cầu ai cả. Cứ nhà tên của Minh Tâm quý vị cầu sẽ được thôi. Có gì đâu mà không được. Quý vị thấy không? Giờ Minh Tâm nói một cái đơn giản ví dụ thôi. Một cái vùng quê hẻo lánh, vùng quê hẻo lánh gọi là coi như chó ăn đá mà cái gì đó, gà ăn sổi gì đó này cái. Tức là cái nơi nó nghèo lắm. Rồi bắt đầu là công ty nước ngoài nó vào. Nó vào nó xây dựng này, xây dựng cái kia, hãng xưởng rồi. Thí dụ bây giờ Mỹ và Trung Quốc mà coi như nền vụ mà thương mại sắp tới đây mà nó không thành công đó, thì Mỹ sẽ tiếp tục đánh thuế thêm 300 tỷ vào hàng hóa của Trung Quốc đó, thì bắt đầu nhiều hãng xưởng chạy qua Việt Nam. Để qua Việt Nam thì tự nhiên là Việt Nam sẽ làm ăn khá lên. Không vậy đây không đơn giản vậy đâu, bây giờ hãng xưởng nó tới nó mở. Những người ngày xưa gọi là không chống xâm lăng, đi tới đi lui chẳng làm gì, phá làng quá sớm. Bây giờ có hãng xưởng này vô làm thì nó phải ăn lên làm ra, rồi khi mà nó ăn lên làm ra thì nó mới có tiền nó đi mua sắm, thì những cái khác nó lên rồi nó đi ăn nhà hàng vân vân, thì nó kéo nguyên cái nền kinh tế ở cái khu đó lên thôi. Cái điều nó rất là đơn giản, nhưng mà người ta không có bao giờ chịu nhìn một cái đơn giản mà ta nhìn vào cái quyền hoặc. Bởi vì những người này họ có cái thần cái tin gì đó, một cái câu sấm nào đó. Có nhiều người tin những câu sấm của những cái câu mà viết cách đây cả có mấy trăm năm, bởi vì nó đúng, nhưng mà tại câu sấm mà nó nói chung chung luôn, vì
nó không có thời gian, cho nên cỡ nào cái gì cũng trúng hết trơn á. Những cái câu sấm thật sự nó không có gì á, do cái người đời nay người ta cố tình người ta diễn giải thôi, có gì đừng có tin. Cái ông sống đâu chẳng có biết gì, nhưng mà chẳng qua ông viết cái kiểu mà chung chung đó. Cho nên chúng ta là những người cố gắng cái gì, thời buổi thế kỷ 21 này là thế kỷ mở. Tại sao mình tâm dùng thế kỷ mở? Vì vào những ngày xa xưa đó, thì quý vị thấy rằng con người ta khi mà tìm được một cái bí quyết gì đó, thì họ giấu, gọi là cha truyền con nối, phải là con ruột thì mới được, chứ thằng rể là cũng không cho nữa. Thấy không? Còn thời buổi bây giờ là thời buổi mở. Nội mà cái ông thần YouTube đó, quý vị thấy rằng ông nói các vị đăng video lên đi, tôi sẽ cho tiền, cứ đăng lên cho tiền, đăng lên cho tiền. Thì thành thử ra cái ông thần YouTube bây giờ nó thành ra một cái là thiên hạ muốn học cái nghề gì, muốn cách làm cái gì đó, cứ lên ông YouTube hỏi ổng. Quý vị cứ bấm lên ông YouTube thì hỏi ổng thì nó hiện lên những video nó dạy quý vị cách làm này kia nọ. Quý vị thấy không? Không có cần phải làm rể của ông này hay là làm dâu của ông kia để học một cái bí quyết gì cả. Quý vị thấy không? Cho nên thời buổi giờ nó gọi là thời buổi mở, tức là rất là nhiều người họ không còn dành riêng cho dòng họ nữa, mà họ bung ra. Họ bung ra. Cho nên vì thế rằng khi mà mình đã lớn lên trong cái thời gọi là kiến thức mở đó, thì chúng ta nên học. Học để mình mở mang kiến thức, chứ không phải học xong rồi mình bịt mắt. Học xong rồi mình tin những cái mù quáng. Quý vị thấy rằng tại sao bên Trung Quốc á, hổng rồi đọc báo thì thấy là nền kinh tế Trung Quốc nó xuống, rất là nhiều người hoang mang, ngay người dân Trung Quốc. Quý vị, bởi vì sao? Nó đơn giản thôi, bởi vì nó đang có cuộc thương chiến. Rồi hiện giờ quý vị thấy rằng Nhật Bản và Nam Hàn, quý vị thấy không, Nam Hàn tẩy chay hàng của Nhật Bản, thì hai bên nó làm cái sự hoang mang, cái gì hàng quá nó thiếu hụt. Khi mà tự nhiên mình cấm cái này, mình cấm cái kia, mình cấm cái nọ thì nó thiếu hụt hàng quá thôi. Quý vị nào lớn lên sau năm 1975, quý vị nhớ cái thời kỳ mà Cộng sản nó bao vây Sài Gòn. Quý vị thấy rằng hụt gạo mà cũng không có vào được Sài Gòn nữa. Bởi vì họ muốn rằng người Sài Gòn phải đi tản mát khắp nơi. Minh Tâm là người lớn lên trong cái thời đó và Minh Tâm chứng kiến cái cảnh đó. Thì quý vị thấy một cái điều rằng khi một cái thời đó đó, quý vị thấy rằng mà nói mà gọi là củi quế gạo châu đó, tìm không có, vì có vàng mà mua không được. Nếu đơn giản là vậy thôi. Thành thử nếu mà mình là những cái người có sự hiểu biết, chúng ta sẽ cứ nhìn vào như vậy để đừng có tin vào một cái quyền năng nào đó. Quý vị tin đi. Hãy mình mở mắt mình ra, hãy sáng suốt lên để mà nhìn. Bởi vì chúng ta biết được nhiều lắm, nhưng mà chẳng qua chúng ta khoái nhắm mắt để tin vào một cái gì đó. Tin một cái gì đó. Quý vị thấy rằng cái nền y khoa người ta đã tìm ra những cái con virus. Thật sự con virus là cái con nó không có quý vị. Nếu không có nền y khoa, không có những cái máy tối tân á, để họ nhìn những con virus mắt thường chúng ta không có thấy được. Quý vị không thấy nhìn những cái con virus đó đâu. Nếu mà không có những cái kính gọi là cực phóng lên cực lớn đó, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta thấy được cái con virus. Mà không thấy con virus thì bây giờ quý vị nói cái nói chuyện đơn giản thôi. Quý vị bị cái bệnh nào đó, người ta nói con virus, quý vị không có tin đâu. Bởi vì làm sao chứng minh cho quý vị thấy rằng cái con virus đó, chuyện đó là chuyện không có. Sao giờ chúng ta tin có virus? Vì chúng ta chịu khó học hỏi. Thế kỷ 21 rồi, quý vị thấy không? Chứ thật sự con virus là cái con mà nó không có. Làm sao quý vị ở trong room này có mấy người đủ duyên để thấy con virus? Quý vị thấy không? Minh Tâm thì cũng chưa thấy nữa. Quý vị thấy không? Nói những cái chuyện nó rất là đơn giản, những cái chuyện mà quý vị biết thì Minh Tâm muốn nói đây, chúng ta cố gắng quý vị hãy bình tâm, đừng có hốt hoảng, đừng có sợ. Bởi vì có một cái điều là chúng ta thấy rằng cái sự chết là một cái sự thật rằng là chắc chắn cuối con đường của chúng ta là sự chết. Cái con đường mình đang đi đó, thì là cuối con đường đó thì nó có chữ chết nó hiện ra. Mà con đường nó ngắn dài thì mỗi người nó khác nhau. Quý vị thấy không? Thành thử một cái điều nó rất là bình thản thôi. Quý vị có được ông thần nào đó hộ trì không cần biết,
Nhưng mà cuối con đường đó thì quý vị phải gặp chuyện chết. Đấy là một mà mình tâm bối nó tương nó khá. Quý vị suy ngẫm là phải không? Quý vị theo cái ông thần nào mà nó không biết. Nhưng mà cuối con đường đó thì chúng ta sẽ gặp một chuyện chết. Nó chỉ đơn giản nó có vậy thôi, có gì nữa đâu. Và một chữ nữa đó là chữ buông. Buông nó là sao? Khi mà gặp chuyện chết đó, thì mình buông hết. Quý vị đang gác bất cứ cái gì đi trên con đường mình giác, mình khiêng kệ nệ rồi đủ thứ. Có người thì hột sòn nó nhẹ một chút, vàng 24 nhẹ một chút. Có người thì khiêng nào là rác tùm lum hết chứ, nhưng mà cũng khiêng kệ nệ. Nhưng mà tới đụng bức tường nó một cái rồi thì gặp chuyện chết và buông. Buông là tất cả những cái gì mà mình đang khiêng đó, mình buông hết cái gì mà mình hốt đó. Có người thì đi là ung dung, nhưng mà có nhiều người thì quý vị thấy là coi như khiêng kệ nệ mệt mỏi, vì hàng quá nhiều quá đi, nhưng mà tới cái bức tường nó đụng rầm như đó thì gọi là chết và buông hết. Đó là những cái mà chúng ta phải thấy của sự thật. Sự thật nó hơi phũ phàng. Thì quý vị thấy rằng mình buông mà mình chết đó, thì như vậy thì chúng ta có gì mà chúng ta phải hốt hoảng. Bởi vì cái con đường cùng em nào cũng như em nấy thôi. Hốt hoảng là gì quý vị? Sao mình sợ mất những cái mình đang nắm nè. Mình hốt hoảng thì mình sợ mất những cái mình đang nắm, chứ đâu có gì đâu mà mình không biết là những cái mình đang nắm đó. Thì rồi cái cuối cái con đường đó mà đụng cái bức tường đó thì rồi chúng ta cũng phải bỏ hết sao, phải buông thôi. Quý vị, cho nên á, mình hoang mang là mình không biết cái này không biết kia không biết nọ, nhưng mà có những cái chúng ta biết được, có những cái chúng ta biết được đó là chúng ta sẽ đụng bức tường chết và chúng ta phải buông. Phải buông bỏ hết khi mà đụng bức tường đó. Có gì đó, cho dù mình có vợ là hoa hậu hoàng vũ đi nữa đó thì mình cũng buông. Có gì thấy rõ ràng không? Thế mình đâu phải là mình có vợ hoa hậu hoàng vũ là mình mang theo đâu. Trên ngày xưa có nhiều ông vua đó, nhiều ông vua ông nghĩ rằng là ông mang theo được, cho nên ông bắt mấy cái bà mà ngon lành đó phải chết theo ổng. Chết thôi, có nhiều ông vua ổng thêm bệnh cái bệnh khùng nữa, ổng không có tin rằng tới đụng cái bức tượng là buông. Thành thử ra ổng phải ra lệnh là mang theo áo vậy. Rồi như có nhiều người biết vàng dòng ngọc ngà châu báu chôn theo, họ để di chúc bắt người sau phải chôn theo những cái đó, rồi họ nghe không mang theo được. Nhưng mà xin thưa rằng chúng ta đến tới bức tường đó rồi là chúng ta buông, buông hết. Quý vị thấy không? Mà nhiều khi quý vị đã biết tại sao bên tâm nói họ không có mang theo không? Bởi vì bên tâm lớn lên không có cái nhân duyên, ở nhà bên tâm nó sang nghĩa địa. Thì thời đó thì cộng sản nó sang bằng nghĩa địa để bây giờ là đó thành khu dân cư thôi. Thì quý vị biết rằng rất là nhiều móc người gọi là móc hốt cốt rồi. Nhiều người tội nghiệp lắm quý vị. Do họ muốn giấu những chiếc nhẫn kim cương, những cái vàng đá quý này nọ đồ, họ phải nuốt vô trong bụng của mẹ, họ nuốt vô bụng. Bởi vì nó nuốt lên là coi như tại người nhà lúc mà người ta chôn người ta có ghi lại. Đó là hồi đó ông nội chết là đại khái đem cái gì thì bây giờ người ta canh dữ lắm, rồi ta đứng ta canh. Thì quý vị biết rằng là tới chừng mà hốt lên là thiếu mấy món, nhà thiếu mấy món, bảy món bự quá nuốt lâu được quý vị. Quý vị thấy tội nghiệp những người đó, tức là họ không còn biết cái con virus là cái gì. Thì họ mà không có nước rửa rửa luôn quý vị. Khổ lắm, nhưng mà họ cũng nuốt luôn. Họ nuốt luôn. Rồi sau đó về uống thuốc sổ, uống thuốc sổ sổ ra. Cho nên thời đó thì có rất là nhiều người ở trong cái xóm làng của Minh Tâm là giàu lên là do họ đủ gan. Họ đủ gan họ nuốt những cái chiếc nhẫn kim cương. Quý vị thấy thì ở đây để chúng ta tin rằng dù quý vị có chôn theo đi nữa, bên tâm nói không phải là quảng cáo hay nói những chuyện đó, mà để quý vị chứng minh quý vị rằng quý vị có chôn theo nó cũng nằm dưới đất đó thôi. Nó nằm dưới đó thôi, vậy cho nên bây giờ mình mới lấy về. Bên tâm thấy rất nhiều người người ta lấy về sau khi mà lệnh hốt cốt của cộng sản Việt Nam đưa ra thì người ta đến người ta hốt cốt và người ta mang về. Người ta biết ngày xưa là ta đã chôn theo, thì để thấy rằng chôn theo cũng chẳng có mang theo được. Ý mình ta muốn nói vòng vòng mà cũng chung quy nó như vậy.
Cho nên tới cuối con đường đó khi mình gặp chữ chết đó, đó thì nó có chữ buông nó đi theo. Đấy, đây là những cái điểm mà chúng ta tin được. À, còn những cái mà mình khác đó mình không có nên tin, bởi vì nó mông lung lắm, nó mơ hồ lắm. Còn những cái mà đáng tin mình lại không tin, mình không tin nó có chữ buông. Cho nên có nhiều người quý vị biết rằng 70-80 tuổi rồi mà họ vẫn còn gom, mà họ chưa buông. Quý vị thấy không? Con đường thì thấy trước mắt rồi, để quý vị đi gần tới cuối con đường là thấy cái bản chết nó nằm cho nó rồi, chỉ cần đụng cho nó là coi như xong thôi, quý vị thấy không? Nhưng mà vẫn không tin rằng chúng ta phải buông. Do vậy có nhiều người 70-80 tuổi rồi họ vẫn làm ác, họ vẫn làm ác quý vị, để họ gom thật là nhiều. Họ đi không nổi mà họ vẫn gom vào. Quý vị thấy không? Thành tựu chúng ta phải ráng nhìn những cái này là những cái mình nhìn được nè quý vị. Những cái mà mình có thể tin được, đó là những cái sự thật. Chúng ta cứ không thích sự thật như nãy sư Đức nói đó, giảng nghĩa ra thì nó hết hay rồi. Ta không thích sự thật, mày nói gì đó ốp ốp mở mở rồi. À, thì như vậy nó mới linh. Còn nếu mà nói thẳng ra gì hết thì thôi đâu có gì để nói nữa, hết chuyện rồi. Nhà chúng ta thì không có muốn gì hết chuyện, mà chúng ta muốn nó nhiều chuyện. Cho nên rồi mình cứ khổ thôi, mình cứ khổ thôi, mình cứ đi tìm, cứ đi tìm. Do mình sợ hốt hoảng, sợ hãi đó. Chúng ta cứ tìm. Nếu như minh tâm hay nói cái vui chỉ như người Mỹ luôn. Quý vị nào đi lạc trong rừng, đây là cái kinh nghiệm mà minh tâm suy ngẫm với đời luân hồi đó. Minh tâm mới chỉ cho những người Mỹ, mà nó rốt cuộc nó người nhiều người Mỹ họ cũng tin, cũng tin cái điều này là nó, họ nói minh tâm nó có lý. Sẵn nói quý vị luôn, quý vị nào đi vô cái rừng mà quý vị không có rành về địa bàn địa đồ cái vân vân đó, thì quý vị có lỡ đi lạc rừng, quý vị làm ơn làm phước đừng có đi tìm, đừng có hoảng hốt rồi cứ chạy hướng này chạy hướng kia, mà quý vị hãy tìm một cái vùng đất nào mà nó cao cao, nó ráo ráo, nó thoáng, đừng có thú dữ rồi đến đó, chúng ta ở đó gom củi lại, tìm cách tạo lửa, bởi vì cái cơ hội quý vị sống sót đó, do mình đốt lửa đó người ta thấy, người ta cứu mình. Còn quý vị tìm con đường để ra khỏi khu rừng đó, không biết cái hướng nào mà đi quý vị. Đông Tây Nam Bắc, tám hướng, kiếm cái hướng nào để mà đi ra, đâu có biết đâu. Tự mình đi sâu vô trong rừng rậm, để rồi người đâu có thấy mình nữa, rồi mình chết trong đó luôn. Mình đi sâu quá ai mà tìm mình cho nổi. Quý vị thấy không? Tự mình hốt hoảng rồi mình tự mình tìm con đường mình đi. Thôi kiếm cái chỗ đó ngồi đó đốt lửa giùm em cái đi. Thì trực thăng đồ này nọ, những cái người mà người ta bay qua bay lại người ta thấy, dù rằng họ không phải là những phi công đi tìm mình, nhưng mà do cái khu rừng đó thì thường không có người sống, mà mình cứ đốt củi hoài, đốt lửa hoài như vậy đó, người ta cũng báo giùm cái nơi đó tại sao mà có lửa khói rồi nó lên như vậy, tức là sự khác lạ đó, thì người ta sẽ gửi người đến để cứu mình. Quý vị, quý vị thấy rằng cứu mình nhiều cái nó không khó, nó không có khó, mà chúng ta cứ chạy đi tìm đường này, chạy tìm cái rồi cứ đâm đầu đi thẳng vào trong rừng sâu, thấy không? Tức là chẳng hạn là mình chạy trốn loài người mình không biết, nhưng mà với ý muốn rằng là tìm loài người, thực sự ra là mình đang chạy trốn loài người, đi sâu vào rừng sâu để rồi chúng ta chết. Mệt quá, quý vị thấy rằng mình ngồi mình nghỉ ngơi đó, thì nó đỡ hao, cho nên không cần ăn nhiều. Đằng này quý vị vậy, băng rừng lội núi mà đâu có đường nào ra đâu, lại lội sâu vào trong rừng sâu nữa, quý vị thấy không? Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta phải suy ngẫm trên cái con đường tu tập, trên con đường tu tập. Chứ còn không khéo quá, chúng ta cứ nghe người này chỉ cách này, người kia chỉ cách kia, rồi cứ cắm đầu mà lao theo. Tu thì rất là tinh tấn, nhưng mà kết quả thì nó không có như Minh Tâm nói hồi nãy đó. Quý vị băng rừng vượt núi để đi sâu vào trong rừng sâu mà không biết,
thì rất là tinh tấn, vì bây giờ leo nó cực nó mệt lắm. Còn cái người nào đó họ biết đó, họ trèo lên cái ngọn đồi nào đó rồi họ ngồi ở đó, họ đốt lửa, rồi họ tìm cách để họ xin nhai, tức là tìm cách để sống đó quý vị, chờ cái cơ hội. Mà những người này thì được cứu nhiều hơn là những người mà gọi là quý vị chui dưới rừng ai mà thấy. Nhiều người thấy trực thăng nó bay đi tìm mình làm sao mà ra hiệu được. Còn quý vị ngồi trên cái ngọn đồi nào cao cao thì đốt lửa đó, trực thăng bay ngang quý vị ra hiệu rất là dễ. Hiểu rất là dễ. Quý vị thấy không? Đó là những cái mà chúng ta phải suy tư. Rồi nếu quý vị lạc vào quang đảo, sẵn mình tâm chỉ luôn. Quý vị lạc vào trong quang đảo thì đừng có đi sâu vô trong cái đảo làm cái gì. Đừng có đi vô sâu trong quang đảo, cây có nó che mình hết. Quý vị đi ra bãi biển đó, và cái bãi nào mà nó ít cây thú rừng nó muốn núp quý vị. Và những cái bãi nào mà nó ít cây, nó tươi, nó thoáng, rồi bắt đầu chúng ta gom củi, gom lửa chúng ta ngay. Rồi đó, tức là quý vị lẩn quẩn ở cái nơi đó, rồi quý vị làm ơn viết lên bãi biển, viết lên bãi biển, chữ SOS, đây là cái ký tự để mà báo hiệu, nó là ngôn ngữ quốc tế, nó không ngôn ngữ nào cả. Quý vị viết chữ SOS rất là lớn ở trên cái bãi biển, rồi làm ơn quay quẩn ở cái bãi biển đó, vậy mà quý vị cơ hội sống nhiều hơn là quý vị đi sâu vào cái đảo đó. Cũng muốn nhắc nhở cho quý vị, trên cái đường tu tập của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta không biết là chúng ta cứ chạy theo ông này, chạy theo bà kia, chạy theo người nọ, cứ chạy theo, chạy riết rồi không biết chạy đi đâu, rồi chúng ta cứ cà quần rồi mệt mỏi quá vì không được gì hết. Tại sao mà ngày chưa tu á thì nói chuyện nghe còn gọi là ngon lành và thông thái, nói chuyện mà tu một thời gian rồi nói chuyện trên trời không, cái chuyện người ta không biết mình nói cái gì luôn. Quý vị thấy không? Nếu mình phải suy nghĩ lại để rồi chúng ta ổn định, để chúng ta tu từng bước quý vị, chậm thôi, đừng chạy lung tung. Bởi vì như Minh Tâm nói, cái quan trọng ở đây là chúng ta trên đường đi tới bức tường đó, chúng ta có buông ra cho nó nhẹ hay không thôi. Còn mà chúng ta cứ gom nhiều chúng ta mệt thôi, nó chỉ vậy thôi. Rồi cái con đường đó, nó ngắn dài, nó tùy mỗi người. Có nhiều khi chúng ta đã sắp tới chữ chết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn gọi là gom đầu này gom đầu kia, bưng đầu nọ, để rồi chúng ta khổ. Quý vị thấy mình làm mát để làm cái gì? Quý vị làm mát để mình được cái gì đó chứ không ai mà mình làm mát để mà người khác được cái gì đâu. Quý vị suy ngẫm phải không? Mình đè người này, mình bóp cổ người kia, mình hút máu người nọ thì thật sự là để nó được cho mình cái gì đó thôi. Chứ còn mà quý vị thấy rằng những người họ đi lừa gạt, họ nói láo. Nó láo để làm gì? Để họ lừa người kia, họ lấy cái này cái nọ của người ta. Quý vị thấy không? Nó rõ ràng. Cho nên chúng ta, nếu mà mình không có gom nhiều đó thì chúng ta cũng không có nói láo nhiều nữa, và chúng ta cũng không có ác nhiều nữa. Quý vị suy ngẫm phải không? Thành tựu chung quy cũng tại cái gom này nè. Tại cái mà mình gom vô nè. Còn nếu mà mình buông đó, thì mình đã buông ra rồi thì mình bây giờ mình ví dụ quý vị là những người đại thí chủ từng cúng gọi là nhiều tiền, quý vị có bao giờ mà quýnh gãy tay của thằng bé để mà giật cái sắp vé số của nó không? Chuyện này báo đăng Việt Nam mới xảy ra, có thằng nó quýnh thằng nhỏ bán vé số gãy tay luôn. Quý vị có làm chuyện đó không? Khi quý vị là những đại thí chủ giàu có đi cúng một lần bao nhiêu tỷ mà bây giờ đi giật thằng nhỏ còn sắp vé số mà bắt tay nó, quý vị thấy rõ ràng. Cho nên cái người mà buông đó, người ta cũng sẽ bớt làm ác pháp. Còn những người mà họ gom đó là cỡ nào không làm hết, một sắp vé số thôi cũng bẻ gãy tay thiên hạ nữa. Đây là những chuyện Minh Tâm nói chuyện có thật, không phải Minh Tâm nói chuyện quan đường quý vị. Vì vào trong báo gì động gì sẽ thấy. Rồi trong cuộc sống chúng ta, mình cố gắng là người Phật tử, chúng ta có cái phước là đã được chư tăng chỉ dạy những cái lời mà Đức Phật dạy, điều này rất là quý quý vị. Cho nên mình phải cố gắng
bớt cái sự hốt hoảng đi, hãy bình tâm trở lại. Chúng ta rất là thông minh, bình tĩnh ngồi nhìn trở lại sự việc thì ta thấy là cuộc sống nó không có căng như là chúng ta nghĩ đâu. Dạ, nó không có căng như chúng ta nghĩ đâu. Dạ, đó là đôi điều Minh Tâm xin chia sẻ và xin cũng 6:30 để xin thẩm bích lại cho đạo tràng. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Minh Tâm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, ngũ thiện hết rồi. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, Nhật Quỳnh nãy giờ không có mặt trước máy nên không biết vị nào đã đọc kệ kinh gì chưa. À, Sú Khá đọc chưa? Sú Khá, Niệm Từ đọc kinh chưa? À, kệ kinh chưa Niệm Từ? Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh không có mặt trước đạo tràng nên không có hiểu vị nào đã kệ kinh, đọc kinh gì chưa. Nếu vị nào chưa có kệ kinh hoặc đọc kinh thì cứ đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, chị Meta thì rơi rung rồi. Dạ, nếu chưa có bàn tay vị nào thì Nhật Quỳnh xin phép được kể. Lúc nãy Nhật Quỳnh chưa có kể kinh. Dạ. Niệm Từ ơi, Niệm Từ có trước máy không? Sư Khá có trước máy không? Cô Tuệ Duyên có trước máy không? Dạ, cô kể kinh chưa? Và cô có chia sẻ gì không cô? Rồi mời cô Thủy Duyên nha. Rồi mời Sú Khá, hên quá. Dạ mời quý vị. Dạ, alo alo, anh nãy Nhật Quỳnh chưa có kể kinh đó không? Sú Khá không biết kể. Không biết là Sú Khá đọc rồi à? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Dạ, đấy, nãy giờ tự nhiên cũng giống như nãy giờ mà đang ở trong rừng mới đi ra. Dạ, Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khà giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Phái Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Ký Đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, cảm ơn. Bây giờ nãy đi ăn sáng rồi nghe Ngài Thế Đức đọc diêm sự nữa, bây giờ để tự nhiên tìm đặt tìm cái gì đó bác hùng về sát anh giàn tí pháp
Atta niwana nicha ara marukhachat ya timanutsa payatachita. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Thì theo tự nhiên hiểu cái câu này á, sợ hoảng hốt thì có rất nhiều những cái sợ. Là người thì sợ đủ thứ hết á, nghèo đói, mình sợ nghèo, mình sợ đói. Rồi có những người giàu á, thì họ có tiền, có bạc, thì họ sợ xấu, họ phải đi làm đẹp. Và tất cả người sợ một cách, mỗi một người sợ một cách đều hốt hoảng. Như tự nhiên nhớ mà tự nhiên rất là sợ ma, không biết con ma, không biết cái hình dáng của con ma như thế nào, mà đã sợ rồi chứ đừng nói chi mà để mà tìm vô trong rừng rậm núi non. Khi một người không sợ ma hay là cái gì, cái đó là cái tưởng thôi, thì mình mới vào rừng được. Mà người vào rừng được á, ít nhất thì cũng phải tập. Trước tiên mình phải tập là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi từ từ mình tập giữ giới, để cho có một cái giới. Mình biết như thế nào là nói dối, nói hai lưỡi, nói đâm thật và nói độc ác, cái gì đó mình phải biết, mình là giữ giới. Rồi từ từ mình mới tìm chỗ, hôm nay có mình tấn thi đến chùa giác mấy hôm nay rất là hoan hỷ. Cũng giống như tự nhiên điển hình, cũng giống như mình tấn từ ở Quy Nhơn mà tầm đến sư phụ để quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rất khi một người có một cái sự suy nghĩ để tầm cầu học đạo, thì mình phải tìm một cái chỗ nương. Hải Quy Nhơn á, hai cái nick này tự nhiên cứ lộn hoài, cho nên là mấy ngày nay là mình tấn cái là chùa giác được mấy hôm rồi, rất là hoan hỷ. Hai tử này rất là tinh tấn, từ ở ngoài Quy Nhơn đi vào chùa Hương Giác. Lần này là gặp tự nhiên là lần thứ hai. Hôm bữa qua bên siêu trên Trí Đức, ngài Trí Đức nói tự nhiên có Tha Tâm Thông, có đâu, hai đứa ở kế bên đây mà. Đúng không Minh Tấn? Minh Tấn lên mất cầm mất rồi chia sẻ với nếu mà không chia sẻ thì đọc bài cho Nhật nghe giọng đọc coi như thế nào nè. Mời Minh Tấn ha, lên đọc kinh nha, rồi tự nhiên xin xuống mất.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn cơ tỷ duyên. Dạ, mến chào Minh Tấn vào đầu tràng Phật giáo Nam Truyền. Minh Tấn có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Minh Tấn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu sa thú lành tai. Nhật Quỳnh cũng rất là ngưỡng mộ Minh Tấn. Dạ, một nơi xa xôi từ ở Quy Nhơn mà vào tới Vĩnh Long để tìm thầy thật là một điều đáng quý. Dạ, tìm được sư phụ để quy y, tìm nơi đúng chỗ để cho người hướng dẫn cái tâm của mình đi cho chánh đường thì phải nói là khó lắm. Dạ, khó lắm. Bản thân Nhật Quỳnh đó, đi lạc đi lạc nhiều năm lắm. Dạ, đi lạc nhiều năm lắm rồi, tới canh ba cuộc đời thì mới may mắn gặp được. Dạ, nên Nhật Quỳnh rất là sa thú những vị còn trẻ và đã gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama và được thầy hướng dẫn đúng đạo thì phải nói là rất là sa thú. Và Nhật Quỳnh thấy một điều á, là quý vị còn trẻ nhưng do phước đời quá khứ, tức là có những cái ba la mật nên giờ này còn trẻ mà đã gặp được chánh pháp thì thời gian đó mình tu tập được rất là nhiều. Nhật Quỳnh mới nói là rất là hoan hỷ với quý vị. Bây giờ không có cần Minh Tấn đọc bài đâu. Minh Tấn có thể lên chào đạo tràng thôi. Dạ, để cho thấy rằng hôm nay đạo tràng đón được một vị tinh tấn học pháp, mà phải nói là tinh tấn luôn. Bởi vậy nên ngài đã đặt tên là Minh Tấn là như vậy đó. Rất là tinh tấn học pháp. Được không? Minh Tấn được không? Nhật Quỳnh nhận mít ngang lên chào đạo tràng thôi, để cho có một cái tiếng nói ấm áp đạo tràng thôi, không cần đọc bài. Dạ, lo gì lần này rồi lần khác. Mời Minh Tấn nghe. Dạ, còn Minh Tấn ngại, Minh Tấn không nói, Minh Tấn đưa máy cho con rồi cô. Minh Tấn chào đạo tràng một câu thôi. Minh Tấn ngại quá. Chạy trốn mất tiêu rồi cô. Chạy mình tấn chạy trốn mất tiêu rồi. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô Tự Duyên và con kính chào đạo tràng. Mình tấn cỡ chạy đi xuống dưới mất tiêu rồi, con ở trên ghế. Dạ, mà bây giờ con biết chia sẻ gì hết trơn cô ơi. Con chào đạo tràng xong rồi con trả mít. Biết lắm mà Nhật Quỳnh, biết mắc cỡ lắm mà. Tưởng sao chứ mà khu quyển cầm mít cũng không chịu đọc bài. Xuống khá cười rồi, thấy chưa? Rất là vui. Dạ, rất là vui có nhị dĩ vào đạo tràng. Yeah. Nên thôi bây giờ mời cô Tự Duyên ha. Mời cô Tự Duyên chia sẻ tiếp nha. Hồi nãy cô đang chia sẻ thì cô thấy Nhật Quỳnh chào Quỳnh Tấn cái là cô xuống mít rồi, cô nhường mít liền. Rất là xa thú ở cô. Dạ, dạ kính mời cô nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Cảm ơn Nhật Quỳnh.
À, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Dạ, con kính tri ân ngài Trí Đức rất nhiều. À, cũng nhờ, thật ra đó là cũng nhờ rung Phật giáo Nam truyền này mà để duyên mới biết đọc bài đó Minh Tấn, đọc bài rồi chia sẻ. Chứ hồi xưa thì cũng giống như Minh Tấn đâu. Minh Tấn đi vô chưa hả hả Thi? Bây giờ mà Minh Tấn trở vô ngồi ở trước máy để nghe rồi có những điều chia sẻ rất là hay. Khi mà mình đến với đạo tràng Râm Phật giáo Nam truyền thì trước kia đó là tự nhiên cũng nhút nhát hơn Minh Tấn nữa, không biết cầm mic như thế nào. Rồi cái lúc mà tự nhiên mới nhớ là cái lúc ở trên chùa Hữu Đức là đề duyên với bà thân sư Pháp Tính, bị sư Pháp Tính rạy cho một chợt. Tại vì mỗi người mỗi cái máy mà hai người không biết làm sao để sử dụng hết, cái đưa tay lên không biết sao mà mình để tay xuống, cái thay vì để xuống mới nói thì ở trong room người ta không nghe, mới bà thân có tính mà nói cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, bỏ tay xuống. Cái tự nhiên nói thôi bà không phải, chờ hai bà cứ nói ở trong room nghe hết trơn. Cái sự tính là cho một cặp biểu là hai người mỗi người một cái máy thôi, có tại hai người đều không biết hết mà rất là vui. Bởi vậy cho nên mà thôi bây giờ trở lại cầu pháp cứu. Thì thật ra đó thì cũng giống như cái bài học vô rừng, mình biết vô rừng nhưng mà tìm ngõ này ngõ ra đường hoài, không biết ngõ ra, không có lối ra. Mà mình mỗi ngày mình đi thì mình sẽ biết cái ngõ nào để mình luồn lách, mình biết mình tầm để mình ra. Mặc dù trong một cái rừng rất nhiều cây, nhiều thuốc, có những con vật nó rất là hung dữ, cho nên là mình phải luồn lách những con vật, những con thú dữ thì mình cố gắng mình né. Nói như vậy thì cũng giống như là mình làm những cái điều thiện, mình cố gắng mình làm. Còn những cái điều bất thiện mình không làm. Thì tự nhiên mới nhớ lại là cũng có một cái bài kinh nào đó. Thì có một cô tín nữ, cô cũng không biết gì hết. Nhưng mà hàng ngày khuya 3 giờ thì cô cũng thức dậy. Cơm cổ dọn dẹp, rồi cổ phục vụ chồng con, rồi cổ phải đi bán, đi buôn. Nhưng mà ở xa xa, ở trên núi kia, có những vị sa môn tại sao cũng đi quần quần từ 3 giờ. Cổ mỗi lần cổ thức dậy là cổ nhìn ở phía núi thì có những cái bóng của các vị đi hành thiền, đi kinh hành đó. Cho nên là cổ cũng thắc mắc tại sao là mình là người dân, mình làng quần quật thì phải rồi, tại sao các vị sa môn cũng phải thức khuya dậy sớm đó. Thì cũng giống như Minh Tấn đã biết ở trong cái cảnh chùa như thế nào, thì 3 giờ, ví dụ như 4 giờ mình công phu thì phải 3 giờ là mình phải thức dậy. Nhưng mà hàng ngày như vậy đó thì có Minh Tấn với lại Thi đã thấy rồi đó, cái sinh hoạt ở trong chùa thì nó cũng giống như ở ngoài đời thôi. Chẳng hạn như là trong chùa thì đó mình công phu, mình hành thiền, ở bên ngoài thì họ tất bật, họ phải lo toan, người thì phải đi làm công nhân, người thì phải đi làm dù rằng giám đốc hay là chức vụ gì đó, tới giờ thì cũng phải đi đến để cái công sở đó để mà làm việc. Thì cái người tu cũng vậy. Thì trở lại cái câu mà cái cô mà tín nữ này,
cổ mới thắc mắc. Nhưng mà cổ thắc mắc cổ không biết hỏi ai hết. Thì tình cờ một cái bữa đó thì cổ có gặp một cái người bạn thân của cổ đi đi ngang qua nhà, thì cổ mới mừng quá, cổ mới gọi cái anh bạn đó mới vô tôi hỏi thăm. Tại sao á tôi á, là người bình thường là tôi đã quằn quật đầu tắt mặt tối, thì đúng rồi, tại sao các vị sa môn cũng phải như vậy? 3 giờ thì tôi, thì cái người thiện nam này cũng hiểu được cái giáo pháp, và này cũng hiểu y pháp và giữ giới như thế nào, thì người thiện nam này mới hướng dẫn cổ từ từ thì cảm hóa được cổ, và cuối cùng thì cổ cũng quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, rồi từ đó cổ trở thành một cô nữ rất là tinh tấn, tu tập. Thì thật ra thì cái bài pháp này nó cũng rất hay. Thì dòng dòng nó mình cứ suy nghĩ là mỗi người một việc, người xuất gia cũng có việc người xuất gia, và người tại gia cũng có người có việc của người tại gia. Rồi người có giới nó cũng khác cái người, tức là mình khi mà mình tìm hiểu, mình tầm cầu học đạo thì thật là tự nhiên rất là quan hỷ khi Minh Tấn với lại Thi từ ở ngoài Quy Nhơn Phật giáo năm khoảng một năm mấy nay, nhưng mà rất là tinh tấn. Luôn luôn tự nhiên chúc Minh Tấn và Thi Hải luôn luôn tinh tấn trong cái giáo pháp của Đức Phật Gautama. Thật ra thì Minh Tấn còn rất là trẻ, mới chỉ có 30 mấy tuổi thôi. Tự nhiên rất là một người nam nữa, nhất là một người nam, là tự nhiên rất là hoan hỷ. Không nói như trên người nữ, mình cũng là người nữ, nhưng mà cái người nam á rất là quý, quý quý lắm. Khi cái người đời thì họ thích người con gái hơn là người con trai, nhưng mà khi mà tự nhiên hiểu được thì tự nhiên cái thích đó cũng là một cái dính mắc. Nhưng mà thật ra thì mình phải phân cái người nam khác với cái người nữ rất nhiều, kể cả người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia tu nữ cũng minh nắm thấy rõ, người nữ cũng khác với người nam chỉ tầng rất là xa. Cũng giống như là từ chùa Viên Giác mà đến chùa ở ngoài Quy Nhơn, chùa gì tự nhiên quên rồi. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ nói xa không bằng nói gần. Chùa Phước Quang. Đúng rồi. Thì bây giờ chỉ còn, tự nhiên thấy còn chỉ có 7-8 phút nữa, thì tự nhiên kính mời Nhật Quỳnh để trở lại. Thì tự nhiên cũng chỉ chúc đạo tràng mình luôn luôn được sức mạnh, sức khỏe để hàng ngày mình khoảng 2 tiếng đồng hồ rất là hoan hỷ. Rồi tự nhiên xin xuống mic ha. Rồi Nhật Quỳnh lên cầm mic, rồi mời ngài để chúc phúc gì đó để tiếp tục. Sa thủ kính cảm ơn cô Tự Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy khách lữ hành vào đạo tràng. Khách lữ hành có cầm mic không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Cảm ơn. Thấy Su Khá được đặt 3 cành hoa hồng. Giống Nhật Quỳnh tặng cô Tự Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá. Khách lữ hành có cầm mic không ạ? Còn được mấy phút khách lữ hành có cầm mic không thì Nhật Quỳnh kính mời ạ.
Dạ không thấy tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh cũng thỉnh xin chia sẻ. Nhật Quỳnh thật sự là rất là tri ân cái room Phật giáo Nam Truyền. Nhật Quỳnh đọc Bali được là nhờ cái room Phật giáo Nam Truyền. Nên ai hỏi Nhật Quỳnh học ở đâu, Nhật Quỳnh chỉ ngay về cái room Phật giáo Nam Truyền liền. Tại vì chỉ có Ngài Trí Đức là Ngài cực công thức khuya dậy sớm và ân tức từ từ một để mà giảng bài cho Phật tử được hiểu và được học Bali. Thì chỉ Ngài rất là từ tốn để dạy và Ngài thông cảm cho những vị Phật tử mới học, rất là thông cảm, nên là phân tích từ từ. Nhưng mà Phổ Biển biết không, lúc nãy đó cái nick Dung Nguyễn đó hỏi Nhật Quỳnh đó, là làm sao để phân tích trường âm động âm, trường âm nhấn đâu này kia. Thì Nhật Quỳnh có PM qua cho Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh cũng có PM một câu số 1 của cái câu kệ ngày hôm nay. Rồi Nhật Quỳnh cũng phân tích sơ sơ, nhưng mà Nhật Quỳnh muốn hỏi là Nhật Quỳnh có thể nói chuyện được không? Thì để Nhật Quỳnh có thể mình chỉ rõ hơn, chứ còn hướng dẫn rõ hơn. Còn mà biểu chát chá đó thì một là Nhật Quỳnh gõ chữ chậm, hai là mình còn phải tùm lum ta la hết, mình không có thể để mà phân tích chữ này nó gì. Chỉ có là ví dụ như là câu số 1 đưa lên rồi Nhật Quỳnh nói tại sao mà mình đọc là trường âm nhấn, trường âm thông thường hoặc là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thì cái người đó phải đánh dấu vô, và đánh dấu vô gặp trường hợp đó thì mình mới đọc được. Mà những bài kinh khác, chứ còn bây giờ mà cứ mình học một bài này đi rồi tới một bài khác nữa thì mình cũng không có đọc được. Nhà nên là mà không biết sao vị này lại không nói chuyện mà chỉ chắc cái Nhật Quỳnh là kệ thì kệ được, nhưng mà phân tích thì không phân tích được, nên hỏi Nhật Quỳnh không hiểu, do chắc chắc thành ra không hiểu với nhau đó có việc, nên đành chịu biết sao giờ. Đành chịu hơn cũng làm hết khả năng rồi. Nếu Phú Nguyễn giỏi hơn Nhật Quỳnh, Phú Nguyễn có thể chỉ cho Dung Nguyễn nha. Dạ, cho Dung Nguyễn hay Dung Nguyên gì đó học nha. Chứ giờ Nhật Quỳnh cũng hết khả năng rồi. Dạ. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ. Dạ, đây là cái ý của Nhật Quỳnh, sẵn có Phú Nguyễn và Rung thì cũng trống nên nói chút xíu thôi. Dạ. Thấy Nhật Quỳnh thấy Phổ Biển cũng giỏi lắm đó. Dạ, nhưng mà dạ, quên lại cái đề tài bài học ngày hôm nay đó. Thì thử người ai cũng sợ hết. Mình không, nếu mà Nhật Quỳnh hồi xưa cũng vậy. Dạ, mình sợ nên mình mới đi đến chùa, mình lạy Phật, mình làm phước. Nhưng mà thật sự là mình không biết mình làm phước gì để làm gì. Không biết mình lại Phật để làm gì. Lại Phật chỉ để cầu xin Phật giúp con này kia nọ rồi làm phước. Nhật Quỳnh nhớ dạ không có cái nick Minh Tấn số khác, nhưng mà tại vì giờ Minh Tấn chạy rồi thành ra Phổ Biển đang cầm máy của Minh Tấn đó, nên là Nhật Quỳnh nói với Phổ Biển thôi. Còn bây giờ Minh Tấn đã chạy xuống xuống dưới chỗ Ngà Tề Siêu rồi. Dạ. Nên là Nhật Quỳnh nói chuyện với Phổ Biển là vậy chứ không phải đích mới. Dạ. Thì trở lại vấn đề. Dạ. Thì lúc đó đó Nhật Quỳnh đó, vô lại Phật để cầu xin Phật cho con được này kia, gia đình con được này kia. Rồi làm phước thì chỉ làm phước thôi. Còn có một điều nữa Nhật Quỳnh nghe mấy vị nói mình lao bằng Phật nữa, mình có bàn tay đẹp. Rồi mình làm gì gì đó, đại khái vậy, mình cúng đèn thì mắt mình sáng này kia, thì đại khái vậy thôi. Nhưng
cười hả? Thì Lâm, thì Lâm có mặt trước máy rồi, có đọc bài không, có cầm mic không? Nhân Quỳnh nhường nè, còn mấy phút nữa nè, ở đó mà ha ha, nãy giờ mời hoài không thấy nhúc nhích đó, thì mình dốt, mình nói mình dốt đi à, nhờ vậy thì mình mới gặp được những vị dạy mình. Dạ, nhưng mà nói chung là sau này Nhật Quỳnh gặp được Chư Tăng ở chùa Bù Đức, và quý ngài đã hướng dẫn cho Nhật Quỳnh từ từ, rồi Nhật Quỳnh đi qua Mỹ thì Nhật Quỳnh gặp được nói giống như lúc nãy cô Tự Duyên nói, lúc mà Nhật Quỳnh mua được cái máy rồi, rồi không biết cài bánh thoát làm sao, ở đây người ta dùng máy vi tính rất là nhiều nhưng mà người ta không có dùng bánh thoát nên đâu có biết cài sao đâu. Nhật Quỳnh phải điện thoại về điện thoại về sứ pháp tính điện thoại về sứ pháp tính ấy, Nhật Quỳnh ấy. Thì Lâm có cầm mít không thì cho Nhật Quỳnh tín hiệu nha, để Nhật Quỳnh tào lao hồi hết giờ đó. Thì cái sứ pháp tính ấy, Nhật Quỳnh mới đưa cái điện thoại đó cho cái người đó, rồi cái sư mới nói cài vậy vậy, xong rồi là cài xong vô nghe cái đồng pháp cú à. À vậy ha, vậy rồi vô cái đồng pháp cú thôi, cái là hết giờ thiệt rồi, thôi Nhật Quỳnh nói hết một câu nữa thôi. Dạ thì vô đồng pháp cú thôi, cái chiều lại đi lang thang ở trên bánh thóp nè, tại vì rơm pháp cú ở buổi sáng ở đây, buổi chiều thì đi lang thang gặp cái rơm Phật giáo Nam Truyền, chạy vào, trời ơi mừng quá mừng, chạy vào, nhưng mà cứ ngồi nghe rồi ghi chép gì đó, nghe quý vị trả bài thì ghi chép thôi, không có biết gọi chữ, không biết làm gì hết á. Cái thời gian ngày Chí Đức á, là xách đầu lên rồi không biết cầm mic luôn, dạ không biết cầm mic, phải gọi điện về sư pháp tính chỉ cầm mic, rồi tới hồi cầm mic được rồi không biết thả mic, rồi cũng gọi sư pháp tính để thả mic. Dạ rồi, nhưng mà rồi bây giờ thì do Nhật Quỳnh rất là kính yêu cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, và Nhật Quỳnh cố học hỏi để làm những việc gì có thể giúp ích cho tam bảo, cũng như giúp ích cho bản thân mình và giúp ích cho mọi người, thì Nhật Quỳnh đã học được. Dạ, đó là trên lời chia sẻ của Nhật Quỳnh ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, tại vì ngài Chí Đức bệnh rồi nên Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh. nói tới số khá là còn dài chuyện nha, nhưng mà giờ hết giờ rồi nha. Dạ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh hồi hướng quả phước mà hôm nay chúng ta đã tạo được ra. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, kệ kinh, thảo luận Phật pháp, đến giới chư thiên hậu trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam Truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, thiền viện Tịnh Tâm, chùa Viên Giác và chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam Truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ, thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng muôn nhân nipanas sabbat cha yo hô túc. Ý đăng muôn nhân nipanas sabbat cha yo hô túc. Ý đăng muôn nhân nipanas sabbat cha yo hô túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào room chứng minh, cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến giới quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà quý cô tu nữ.
anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng, con xin thay mặt rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng và xin sám hối với đạo tràng. Và bây giờ thì con thành kính đảnh lễ chúc quý ngài và chúc anh chị em luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin phép được xuống mic để trong ban điều hành chúng con để bài kinh của một vị vị tăng nhỏ tụng. Sau đó thì con cũng xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới. Kính chào, tạm biệt đạo tràng. Nam mô Buddhaya.